Chào mừng tất cả các anh chị đã cùng quay trở lại qua Bí quyết kiếm tiền tỷ từ Facebook Marketing của chúng ta. Và tôi là Hoàng Cường đây, rất vui mừng gặp lại các anh chị một lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái nguồn hàng thứ hai. Và thực sự phải nói với các anh chị rằng khi mà bắt đầu đến nguồn hàng thứ hai này, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích khi nói với chúng ta về điều này. Đó là nguồn hàng từ Mỹ, một trong những nhóm nguồn hàng vô cùng chất lượng, giá cả vô cùng tuyệt vời, và cái profit, tức là cái lợi nhuận mà các anh chị có thể kiếm được từ nó cũng rất cao. Đó, chúng ta nhớ rằng nguồn hàng từ Mỹ. Ok, và chúng ta vừa qua cả một chương, chúng ta nghe mọi người chia sẻ về nguồn hàng Trung Quốc thì nó rất là tuyệt vời rồi. Nhưng tôi tin rằng nguồn hàng từ Mỹ này sẽ rất là phù hợp với nhiều các anh chị khác. Chúng ta đã từng lên Facebook đúng không ạ? Chúng ta dạo cái new feed của mình. Chúng ta bắt đầu thấy một số các anh chị bán nước hoa xách tay đúng không ạ? Gọi là hàng authentic. Chúng ta thấy một số người bán đồng hồ, chúng ta thấy một số người bán các loại phụ kiện thời trang, một số người thậm chí bán phụ kiện về ô tô, các linh kiện ô tô đúng không ạ? Hoặc thậm chí như tôi vẫn đang bán nguồn xe hơi, tức là nguồn ô tô nhập từ Mỹ về. Nhưng tôi thường là bán những cái dạng xe ô tô lướt, tức là những cái ô tô đã đi được khoảng từ 1 vạn, 2 vạn km trở lên. Và cái giá của nó được down rất là nhiều so với cái giá bình thường cái ô tô mà các anh chị mua tại showroom. Và các anh chị cũng đều hiểu rằng khi chúng ta đã từng nhắc đến nguồn hàng từ Mỹ, những chiếc ô tô từ Mỹ, những chiếc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, thì các anh chị đã hiểu về chất lượng của nó như thế nào rồi. Đó là ô tô, đó là những nguồn hàng giá trị lớn, và thậm chí những nguồn hàng giá trị nho nhỏ thôi. Ví dụ như là một chiếc đồng hồ thôi đúng không ạ? Chúng ta muốn mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu thì rõ ràng là chúng ta rất là khó có đủ độ tin tưởng để chúng ta mua nó tại Trung Quốc hay chúng ta mua nó lại tại các nơi khác, mà thường chúng ta phải qua Mỹ, chúng ta phải qua châu Âu, và chúng ta phải qua Singapore và các trung tâm thương mại, và thậm chí rất là nhiều các anh chị không dám mua nó tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao rất là nhiều người thắc mắc với tôi rằng rõ ràng cái nước hoa này ở trung tâm thương mại họ có bán, nhưng tại sao chúng ta vẫn trộn nước hoa xách tay chứ lại không ra mua trung tâm thương mại để mua một cái bình nước hoa Gucci hay là một cái bình nước hoa vơ sạc gì đó, mà chúng ta phải xách tay mua của những người xách tay về đúng không ạ? Vậy thì đây chính là cái cửa để cho các anh chị làm cái cửa để bán các nguồn hàng tại Mỹ rất tốt. Và ở Mỹ thì các anh chị nên bán những cái sản phẩm liên quan đến đồ công nghệ cao. Họ có rất có lợi thế về đồ công nghệ cao, những mặt hàng về ô tô, linh kiện, phụ kiện ô tô. Và tôi biết rất nhiều học viên của tôi, họ đã rất là giàu có sau khi nhập hàng các nguồn linh kiện ô tô và bán lại cho gara. Các anh chị có thể bán cái mặt hàng về thời trang, về phụ kiện cũng được. Các mặt hàng này khá là phổ thông và rất nhiều người mua. Tức là đối với các anh chị đang bán hàng theo kiểu cá nhân chứ không phải bán hàng theo kiểu doanh nghiệp ấy, chúng ta tạo ra những group của riêng mình từ cái lớp Facebook cơ bản vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta đẩy hàng của mình vào đó thì cái nguồn hàng từ Mỹ này cũng rất là tuyệt vời. Tôi cũng có những em học viên em chuyên bán đồng hồ từ Mỹ, chuyên bán nước hoa từ Mỹ, nước hoa xách tay đúng không ạ? Thậm chí đôi khi các dạng nước hoa kiểu sang chiếc cũng rất là tuyệt vời đó. Hoặc thậm chí các anh chị có thể bán những cái sản phẩm phụ kiện đặc biệt hơn, thí dụ như là các dạng thực phẩm chức năng, các đồ uống từ Mỹ, hoặc các thể loại phấn son trang điểm vân vân, rất nhiều các thứ khác nhau mà các anh chị có thể lựa chọn được, và các thương hiệu của Mỹ luôn sẵn sàng chào đón cho các anh chị. Chúng ta đã từng nghe thấy cách mua hàng ở Taobao, Alibaba, Tmall, AliExpress vân vân. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thấy cách mua hàng ở trên Amazon đúng không ạ? Amazon có toàn bộ các sản phẩm của chúng ta, từ sữa bột cho trẻ em, quần áo cho trẻ em, quần áo cho người lớn, các thương hiệu, các đồng hồ, các dạng phụ kiện, thậm chí là linh kiện ô tô, đèn chiếu, đúng không ạ? Các dạng đồ chơi, sách vở, báo chí, các dạng CD, vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua cách về mua hàng trên eBay như thế nào, đúng không ạ? Làm sao để các anh chị có thể đấu giá hàng trên eBay, đúng không ạ? Vâng, chúng ta bao giờ nghe đến ebay.com chưa ạ? Chúng ta bao giờ nghe đến amazon.com? Chúng ta bao giờ nghe đến Zomashop chưa ạ? Chúng ta bao giờ nghe đến Asphalt chưa ạ? Và giờ chúng ta đã nghe đến rất là nhiều các thương hiệu khác và những cái website nổi tiếng tại Mỹ giúp các anh chị bán được những cái sản phẩm này, đúng không ạ? Và đồng thời sau khi chúng ta lựa chọn sản phẩm xong, chúng ta trong đầu sẽ bắt đầu nảy ra câu hỏi: vậy thì chúng ta lựa chọn sản phẩm xong rồi thì chúng ta mang cái sản phẩm này về Việt Nam như thế nào? Và hầu hết các anh chị sẽ nhận ra một điều rằng mình rất khó có thể mang được sản phẩm này về Việt Nam. Hoặc thậm chí tôi đã từng thấy các anh chị muốn mang những khẩu súng về Việt Nam, mang những cây cung về Việt Nam, mang một số loại dao kiếm, những mặt hàng vô cùng đặc biệt, hoặc thậm chí mang các dạng chất lỏng, hoặc thậm chí là đồ quân sự về Việt Nam. Đó, các anh chị thấy không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta phải mang thứ đó về Việt Nam như thế nào? Hoặc gần đây nhất là tôi có một khách hàng anh muốn mang cái xe Vespa cổ anh mua được từ eBay về Việt Nam, đúng không? Vậy thì bây giờ trong đầu chúng ta sẽ nảy sinh ra
mình đã chọn rất là nhiều các sản phẩm rồi. Mình lên Amazon, mình lên eBay, mình lên Zomashop, mình lên Asphalt, nó có quá nhiều sản phẩm rồi. Mình rất muốn mua những thứ đó, mình bán lại tại Việt Nam. Bởi vì biết rằng những cái shop tại Việt Nam nó bán nó với giá quá đắt. Bởi vì họ phải chịu quá nhiều các thứ chi phí khác nhau, chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên. Còn mình bán online, mình không cần chịu chi phí đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy nó về như thế nào, đúng không ạ? Mình biết là mình có lời rồi, nhưng mà mình sẽ lấy với nó về như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì rất là may cho các anh chị, sẽ có người ngày hôm nay chia sẻ với các anh chị về cách chúng ta có thể đem cái sản phẩm đó về Việt Nam như thế nào. Bởi vì các anh chị đã biết là hầu hết những sản phẩm đó các anh chị sẽ không đem được về Việt Nam, và người ta không có đường ship về Việt Nam. Thậm chí có rất là nhiều các sản phẩm họ ghi rõ luôn does not ship to Việt Nam, tức là không chấp nhận ship về Việt Nam đó. Hoặc là một số các anh chị phải ship từ DHL, DHL tới công ty ship nhanh đó, nhưng mà cái giá nó cực kỳ cao. Thậm chí các anh chị mua sản phẩm giá chỉ có 200 đô thôi, nhưng có khi các anh chị đã ship về Việt Nam với giá nó thành rơi tầm cỡ khoảng gần 80 đô cho cái sản phẩm đó. Đấy các anh chị ạ, giá sản phẩm là 200 đô mà chúng ta ship mất 80 đô. Đấy, rất kinh khủng đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy, đây là một điều rất là hay. Và đôi khi các anh chị lên Amazon, các anh chị lên những cái mục best seller của Amazon, chúng ta nhìn, chúng ta thấy những cái món đồ vô cùng kỳ lạ và lần đầu tiên các anh chị nhìn thấy. Ví dụ vào dịp Noel năm vừa rồi, chúng ta rất là thịnh hành cái đèn mà khi nó chiếu vào căn nhà của các anh chị, tất cả căn nhà của anh chị trở nên lung linh ánh sáng đúng không ạ? Ở trên Amazon cái đó bán 36 đô, nhưng ở trên các website của Trung Quốc nó chỉ bán rơi tầm cỡ khoảng chưa đầy 80.000 Việt Nam đồng. Còn ở bên họ bán 36 đô giá gốc, 36 đô tức là rơi tầm cỡ khoảng gần 1 triệu đồng đấy các anh chị ạ, tôi nhớ khoảng 900.000 đồng. Rồi, đó. Đấy, các anh chị nhớ chưa ạ? Cùng một cái loại sản phẩm như vậy chúng ta có hai nguồn nhập khác nhau, nhưng các anh chị hãy nhớ rằng cái sản phẩm ở Trung Quốc giá trị nó khác, sản phẩm tại Việt Nam tại Mỹ giá trị nó khác, và các anh chị sẽ bán nó với những cái giá vô cùng khác nhau. Cái sản phẩm ở Trung Quốc các anh chị có thể bán được với giá là về Việt Nam rơi tầm cỡ khoảng 400.000 đồng, và các anh chị có thể bán được hàng trăm đơn hàng. Nhưng tuy nhiên với cái giá ở Mỹ bán thì các anh chị nhập vào Việt Nam các anh chị bán ít nhất phải nói về tầm 1,5 triệu đến 1,8 triệu, và các anh chị thường chỉ bán được từ 10 đến 15 đơn hàng một ngày đó. Ok, đây chính là cái sự khác nhau giữa sản phẩm bên Mỹ, sản phẩm từ Trung Quốc, mức giá bán, giá trị các anh chị nhận được, cái profit của các anh chị và cái sản lượng các anh chị sẽ bán. Đấy là cái điều mà tôi muốn nói với các anh chị. Và trước khi chúng ta bắt đầu sâu hơn nữa và chúng ta cùng vượt qua một loạt cái website, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách mua hàng trên website này như thế nào, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ gặp gỡ cả những con người, những chuyên gia đã có hơn 9 năm kinh nghiệm đưa những mặt hàng vô cùng đặc biệt về Việt Nam từ Mỹ rồi. Họ sẽ giải đáp cho các anh chị câu chuyện đưa hàng Mỹ về Việt Nam như thế nào, và họ sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào. Và điều tuyệt vời hơn nữa, họ lại là những học viên của các anh chúng tôi, và họ là những người đồng môn với các anh chị trong khoa học này. Ok, nhưng chỉ có điều là họ trước các anh chị một năm thôi. Và rất tuyệt vời, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại họ trong video clip lần sau. Hãy lưu ý những buổi phỏng vấn trong bộ video này. Ok, tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong video clip lần sau. Tôi là Hoàng Cường.